Sao chở mẹ của con mà. Trời ơi nó đông vậy nè, không biết tìm ai tới mình nữa. Mà giờ thì lạnh quá. Nè, lạnh tới độ mà mẹ hy sinh cho nó cái áo luôn á. Mẹ không có cái áo nào để mặc luôn á. Mà nó còn la làng ra sớm á. Kỳ cục quá. Rồi, tội nghiệp quá, giờ mẹ nghỉ ra xe nè. Đứng đưa ra. Đứng nhóm ai? Nhóm mẹ hả? Đứng nhóm nặng cho mẹ hả? Cái mặt xấu xấu rồi đó. Trước là chị à? Tại sao? Mình ra đây. Hung ba chưa? Thiên ba lắm hả? Trời ơi. Nãy bắt ngủ dậy rồi mẹ ôm. Giờ bắt ba ẩm. Liêu quá kìa, mẹ quay phim kìa, liêu mắc cỡ. Ba con đi đi mắc cỡ. Con đi. Làm lại cái sao đây? Tại nhiệt mẹ sao? Tại đây làm lại đây, tại tội nhiệt mẹ sao đâu? Lại lên. Mẹ ra đây. Con đi mẹ. Con đi mẹ. Con đi mẹ. Con đạo diễn.